và cái người này có đem lại hạnh phúc cho các bạn không? Xin kết nối năng lượng cùng các bạn xem thẻ bài và xin vũ trụ gửi bên thẻ bài này, mong là sẽ tốt đẹp đến ha. Người mới sẽ đến với bạn là dài. Rồi, mình sẽ đếm từ 6 tới 1 và các bạn chọn một lá bài. Mình sẽ giải thích từng cụ thể từng lá bài cho các bạn. Và ở đây là câu hỏi là bạn có thể quay lại với người cũ không? Có thể quay lại với người yêu cũ hay không? Mình sẽ đếm nha các bạn. 6 5 4 3 2 1. Rồi, bắt đầu với tụ màu nâu trước ha. Rồi, ai chọn tụ màu nâu sẽ nghe nè. Khi mà lá bài The Moon này xuất hiện, nó cho thấy một cái nguồn năng lượng là cái người này á, họ rất là ảo tưởng ha. Cái người cũ các bạn, họ có cái phần thú tính trong người họ, họ có sự tiêu cực và tích cực ở trong người. Bản thân cái con người này là một người ảo ảnh á, cái kiểu họ sống nửa thật nửa mơ, họ không biết họ muốn gì và cần gì trong cuộc sống. Bản thân này họ không có rõ ràng. Và cái năng lượng này nó đeo bám các bạn trong suốt cái khoảng thời gian đó. Bạn đến với cái người này, bạn cảm thấy ồ, cái người này kỳ vậy ta. Tại sao sáng nắng chiều mưa? Tại sao hôm nay yêu tôi, hôm sau ghét tôi? Hôm nay cho tôi cái này, hôm tôi lấy lại. Tại vì người ta đâu biết người ta muốn cái gì đâu bạn. Một khi mà cái người ta đứng giữa phân vân giữa hai đường vậy thì làm sao họ biết yêu bạn? Họ còn chưa hiểu được họ thì làm sao họ hiểu được bạn? Bởi vì cái năng lượng The Moon là gì? Bản thân chúng ta sẽ có cái nguồn năng lượng là tiêu cực và tích cực. Nếu như mà cái người này họ sống tốt, họ đẩy họ lên phần năng lượng thì quả mai tình yêu này có thể trở lại với các bạn. Nhưng mà khi mà xuất hiện lá bài The Moon ánh trăng này ra ngược như vậy á thì cho thấy khả năng quay lại có nha mấy chế. Tại vì nó ra vậy là không được nè, nhưng mà ra ngược là có. Nhưng mà tùy thuộc nha, có khả năng quay lại với điều kiện cái người này họ phải tích cực, họ phải yêu đời, họ phải thấy được cái phần xấu tính trong người họ. Cái này mình nói rồi, cái quan trọng là cái năng lượng người ta phải thấy được thì mình mới được. Chứ người ta còn tiêu cực thì làm sao mà mình quen được các bạn, nó khó lắm. Thì bản thân như vậy đó, bạn hiểu đó. Khi lá bài này xuất hiện là cái người này họ hai mặt đó. Họ không có thể hiện cái mặt thiệt của họ ra bên ngoài. Do đó mình khó đón á. Cái gì khó đón là khó yêu luôn các bạn. Tại sao không kiếm cái người mà dễ đón yêu? Kiếm cái người này gì làm mệt hoài luôn nha, chắc chắn luôn đó. Làm mệt từ hết cái này tới cái khác. Tại sao người ta không biết họ muốn cái gì? Hôm nay họ muốn ăn cơm, ngày mai họ muốn ăn phở, ai mà chịu nổi? Bạn thấy không? Bởi vì họ hoang mang, họ sợ bị lừa dối. Họ sống trong cái năng lượng là họ sợ bị lừa dối, họ sợ hãi, họ sợ yêu, họ sợ bị lừa dối, do đó họ tùm lum tà la. Ở đây cho thấy cái sự nhầm lẫn về cái tình cảm. Bản thân những cái thông tin mà cái người này tiếp nhận về bạn đó, là họ để cho trực giác dẫn họ đi không à, mà họ không chịu tìm hiểu sự thật là gì. Có một số vấn đề bạn làm cái việc đó là họ phải muốn tốt cho người yêu của mình, nhưng mà cái trực giác của họ, họ nghĩ là bạn làm như vậy làm xấu với họ, bởi vì họ bị ảo ảnh mà. Bản thân cái người này họ không có thành thật với bạn luôn. Chính vì họ không biết họ muốn gì, do đó cái lời nói, những hành động bạn thấy cái người này nó sao sao đúng rồi. Bên trong mình có một con thú tính, một con được thuần hóa. Lúc thì họ thả con, một con cái người tốt ra, lúc họ thả người xấu ra. Mình biết ai mà mình lượng của bạn. Do đó bạn thấy cái người này xạo lắm. Bạn thấy cái người này họ không có thật. Bởi vì cái năng lượng họ còn chưa hiểu họ là ai, huống hồ gì bạn hiểu được người này. Đôi khi họ cứ sợ bạn lừa họ không mà. Khi bạn thực hiện cái gì đó để khiếp cho người ta thì người ta nghĩ là bạn có ý gì. Bạn nói có một câu nhẹ thôi, họ cũng ghim vô lòng, họ nghĩ là bạn ý xấu. Rồi, nó muốn nói xấu mình rồi, nó khi dễ mình rồi. Ngoài ra có cái sự thật mà họ muốn che giấu với bạn.
Và ở đây á, cái sự thật này á, nó khiến cho họ không muốn tiến với các bạn nha. Chừng nào họ giải quyết được cái mặt tối trong người của họ thì quả mai mới được thôi các bạn. Chứ còn không á, không được. Nói chung là 50-50. Tại sao họ không có biết họ muốn gì thì làm sao mình có trả lời là yes cho các bạn được. Khi mà ra lá bài này là thấy mệt mỏi đó. Chứ sao mệt mỏi không? Trời ơi, một cái người mà ta chưa họ biết họ muốn gì thì sao họ muốn bạn được? Chắc chắn là không muốn bạn rồi. Yên tâm ha. Đợi cái người này họ muốn biết họ muốn gì đi rồi mới biết là họ muốn gì. Chứ bây giờ là trải bài vũ trụ nói rằng ta không biết nó muốn cái gì. Bây giờ nó lúc nó thích này, lúc không thích kia, lúc nó thích mày, lúc không thích, chờ biết thích ai giờ. Nên rồi, muốn yêu thì chờ đi ha. Cũng có 50% đó mấy chế ơi. Tiếp theo, các bạn chọn tụ hạt anh xanh. Trời, cái lá bài gì lạ lùng vậy? Oh my god. Quay lại được nha mấy chế ơi. Ai chọn hạt anh xanh quay lại được nha. Lá bài Hailey này các bạn. Lá bài Hailey. Khi mà lá bài Hailey xuất hiện trong các bạn chọn hạt anh xanh này, chứng tỏ cái người này họ đã thấy được cái việc lỡ làm hồi xưa rồi. Và các bạn là dấu hiệu của hai tâm hồn soulmate với nhau. Các bạn đến với nhau tạo giá trị cho nhau. Chúng ta giao nhau tại đại lộ Đông Tây. Thấy hai cái đầu cùng vô không? Các bạn trao nhau này, các bạn đã hiểu rồi, hiểu được vấn đề rồi. Mỗi người đều có một cái ngọn lửa và chúng ta sẵn sàng chúng ta dẹp cái ngọn lửa ra một bên. Và các bạn gặp nhau ở cái vầng trăng này chứng minh cho tình cảm của hai bạn. Chúng ta tạo ra cái nguồn năng lượng, cái năng lượng là cái tinh thần này. Chúng ta kết nối vào cảm xúc, chúng ta kết nối vào phần đầu, chứ không phải chúng ta kết nối vào vật chất. Mỗi người đều dẹp cái tôi ra bên, dẹp cái nóng tính ra bên, dẹp nóng tính bên. Và tình yêu các bạn có sự chứng kiến của một người xung quanh. Cái kiểu giống như ông cha nhà thờ chứng kiến làm lễ cho hai người vậy. Ở trên có sự chứng kiến của vầng trăng tình yêu. Cháu hiểu là hai bạn có thể trở lại với nhau nha. Ai có biết sai rồi, ai có biết bọt cái tô rồi. Hai người dẹp cái ngọn lửa nè. Em dẹp ngọn lửa của anh vào bên, anh cũng dẹp ngọn lửa anh vào bên. Chúng ta kết nối về cái phần đầu nè. Chúng ta hết bị cái gì nó quấn chúng ta rồi. Và chúng ta giao nhau ở chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đến từ một em bên trái, anh bên phải. Nhưng mà chúng ta biết tìm điểm chung để chúng ta tiến tới với nhau. Dù là hai đường thẳng song song, nhưng mà chúng ta biết nghiêng cái đầu vô, chúng ta cụng vô. Để chi? Để tìm sự hòa hợp. Bản thân các bạn đến từ hai thế giới khác nhau, hai con đường thẳng khác nhau. Bây giờ chúng ta muốn đến với nhau, chúng ta phải quẹo cái đầu chúng ta mới gặp nhau chứ. Ở đây cho thấy là hai bạn đều thấy cái sai mình rồi. Và hai bạn sẵn sàng sửa sai. Rồi, chúc mừng các bạn tụ xanh.